Chào các bạn nha, thì giống như ngày hôm qua Nina đã nói ha, thì thật sự là YouTube của mình cũng đã làm gần một năm mấy hết các bạn. Thì chuẩn bị tới ngày hôm nay nữa là hoặc trong tuần này nữa thôi là YouTube đã được bật kiếm tiền rồi các bạn. Thì các bạn biết ha, YouTube có hai yếu tố để bật kiếm tiền. Thứ nhất là trên 1.000 follow và thứ hai là trên 4.000 giờ ha. Thì kênh của Nina đã trên 1.000 follow và chuẩn bị đạt 4.000 giờ rồi. Thì Nina cũng xin hỏi với các bạn là Nina sẽ giới thiệu về mình tức là Nin là ai hết các bạn, để các bạn có thể biết về Nin và có thể biết về cái kênh mình Nin làm ha. Thì để đi về cái quá khứ xíu nha các bạn, thì Nin lớn lên trong ở một cái vùng quê nghèo ha, thì đó là huyện An Phú, cái huyện An Phú tỉnh An Giang nha các bạn. Đó là một trong những cái nơi đầu nguồn ha, đầu nguồn của giáp biên giới, đầu nguồn nguồn nước đó các bạn, tức là nước sông Mekong đổ về á là đầu nguồn ha. Thì Nin cũng có trải qua một thời gian cũng từ nhỏ lớn lên đi học. Trong thời gian đi học cũng rất là vất vả các bạn. Thì có những thời điểm đó thì ở dưới quê Nin cũng ngập nước. Rồi đi học với các bạn là phải bắt những cầu thời khỉ á, để mà đi học ha. Thì nhưng mà những cái niệm đó làm cho Nin cố gắng từng ngày để đi học. Và sau đó thì Nin đã đậu lớp 12. Và Nin đã quyết định một quyết định có thể là để đời các bạn. Thì lúc đó gia đình Nin cũng rất là quan ngại ha. Thì tại thật sự mình nói mình quê miền Tây mà các bạn, thì đa phần là học ở miền Tây là nhiều ha, có thể là học ở An Giang quê Nin, Long Xuyên đó các bạn, hoặc là xuống dưới Cần Thơ đi học đại học, hoặc là ở một cái tỉnh nào đó của miền Tây. Nhưng mà tại đó Nin đã có một quyết định mà tới bây giờ Nin nghĩ lại quyết định đã thành công các bạn, là Nin chọn Sài Gòn là nơi Nin học tập. Tại vì Nin nghĩ một điều các bạn, là nơi đó là nơi có thể nói là phát triển nhất của đất nước Việt Nam, và có thể là nền giáo dục nó tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Thì Nin quyết định chọn nơi đó là nơi học vấn của Nin ha. Thì lúc đầu các bạn, Nin cũng là một người ở quê mà đúng không, thì làm sao mà có thể mà đậu được những cái trường cao hết các bạn. Thì Nin bắt đầu học từ từ lên các bạn. Thì Nin đã học dược Nin học thêm Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Thì sau đó thì Nin tức là trong thời gian học dược đó các bạn, thì Nin đã ra trường, Nin đi làm xong rồi Nin học thêm ban đêm để mà lên Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Nin nghĩ Sài Gòn sẽ là nơi Nin sống nên là Nin phải cố gắng ăn học các bạn. Thì Nin rất là mong các bạn, nếu bạn nào ở những vùng quê xa xôi thì các bạn cũng chú tâm và nên học tập thật là tốt nha. Vì điều đó là Nin nghĩ là tốt cho tương lai của các bạn. Nếu thật sự các bạn là một trong những người gia đình không được khá giả lắm, hoặc là gia đình có điều kiện không tốt bằng những gia đình khác, thì các bạn nên cố gắng học tập ha. Rồi tiếp theo đó thì sau khi ra trường thì Nin có những cái công việc cũng rất là vất vả các bạn. Thì Nin đã đi làm trình dược, và trình dược rất là lâu. Thời gian đầu rất là cực khổ các bạn. Nin đi từng nhà thuốc một để trình dược, rồi Nin làm 2-3 job để đủ tiền để mà đi học buổi tối các bạn. Thì sau khi mà học dược xong thì Nin không có nhờ tiền gia đình nữa. Đó thì Nin đã bắt đầu đi làm kiếm tiền ha. Thì Nin sáng Nin đi trình dược, tối Nin đi bán nhà thuốc, và sau đó từ từ nhiều mối quan hệ các bạn, thì Nin làm cho một cái công ty dược đa quốc gia trong 4 năm. Hiện tại bây giờ Nin làm cho một cái công ty về trang thiết bị y tế cũng đa quốc gia luôn các bạn, là hiện tại tính tới thời điểm này gần tròn 7 năm. Rất là cố gắng tập trung rất là nhiều công việc. Cái kinh đó Nin đi Việt Nam á các bạn,
là Ninh đã ấp ủ rất từ lâu rồi, nhưng mà Ninh chờ các bạn, Ninh chờ cho tới khi nào Ninh ổn định về mọi thứ thì bắt đầu Ninh mới đầu tư và tập trung nhiều vào kênh này. Tại vì Ninh rất là muốn mang đến một cái gì đó, cũng là một cái kỷ niệm của Ninh để sau này về già Ninh có thể nhìn lại. Và thứ hai nữa là Ninh thấy đất nước Việt Nam chúng ta quá là xinh đẹp các bạn, mà Ninh có muốn góp một phần nhỏ vào du lịch của nước nhà. Có thể là các bạn xem những thước phim của Ninh, các bạn sẽ thấy đâu đó một cái nơi mà các bạn muốn đến trên đất nước Việt Nam ha, và cái nơi mà các bạn yêu quý, không? Và hoặc là những cô chú, những các bạn mà không có điều kiện để mà đi đến những nơi đó thì các bạn cũng có thể xem qua kênh Ninh đi Việt Nam để các bạn có thể trải nghiệm cùng với Ninh ha. Hoặc là những ẩm thực mà các bạn chưa từng được ăn hoặc chưa từng biết thì Ninh cũng mong rằng các bạn sẽ qua những cái thước phim của Ninh, các bạn sẽ đồng hành được. Thì quay lại chút xíu trong vấn đề công việc đó các bạn, thì Ninh đã cũng có rất nhiều những giải thưởng cá nhân của mình mà được sự công nhận của công ty ha. Thì Ninh rất là yêu quý công việc hiện tại của Ninh các bạn. Thật sự mà nói đó là Ninh nghĩ là Ninh cũng khá may mắn, Ninh vào trong những cái môi trường làm việc tích cực và Ninh cũng đã cống hiến hết mình cho công việc ha. Thì tới hiện tại thì Ninh cũng có một số thành tựu khá cơ bản. Thì nói về cái một số cái kinh hiện tại thì kinh Ninh đi Việt Nam cũng đã gần thành công rồi. Rồi sau đó là về có một số bạn hỏi Ninh anh làm việc ở đâu, anh như thế nào, sao thấy anh toàn check in những nơi rất là sang chảnh. Thì qua đây Ninh muốn chia sẻ với các bạn luôn đó là Ninh đã làm việc rất là vất vả trong nhiều năm, và tính thời điểm hiện tại là gần 13 năm. Đấy các bạn, Ninh làm việc rất là vất vả. Thì tới ngày hôm nay thì Ninh mới có thể thoải mái được một chút xíu. Thì Ninh mong rằng qua những thước phim này các bạn phần nào hiểu về Ninh ha, hiểu về rất là cơ bản về Ninh, và mong rằng khi mà các bạn xem kênh Ninh Việt Nam các bạn sẽ từ từ cảm nhận về Ninh hơn. Thì Ninh rất là muốn các bạn sẽ ủng hộ kênh Ninh đi Việt Nam nha. Like, share và subscribe để cùng với Ninh đi khám phá ha. Thì những dự định sắp tới của Ninh ha, thì Ninh sẽ đi hết đất nước Việt Nam mình xong, nhưng mà thật sự nói đi hết thì chắc đi hết không nổi đâu các bạn. Ninh sẽ tập trung những cái nơi mà có thể nói là du lịch nổi tiếng nhất của Việt Nam, hoặc là những cái nơi gì đó đặc sắc nhất để gửi đến các bạn trước khi hoàn thành Ninh đi Việt Nam, và tiếp tục đó sẽ là Ninh đi thế giới. Nên các bạn, đó là niềm mơ ước lớn nhất trong cuộc đời của Ninh, là được khám phá tất cả các nước trên thế giới và tất cả mọi nơi trên thế giới. Thì Ninh mong rằng qua những cái phim các bạn có thể luôn luôn gắn bó cùng với Ninh để cho kinh ngày ngày càng phát triển, và có thể góp ích một phần nào đó kiến thức về khám phá trải nghiệm về du lịch của Việt Nam. Ninh rất là mong rằng các bạn sẽ luôn yêu quý kinh và ủng hộ kinh, và cũng như là ủng hộ Ninh trong suốt quá trình sắp tới. Hãy các bạn, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye. Các bạn đã xem kênh, nếu thích các bạn hãy bấm đăng ký để ủng hộ Ninh, và đừng quên bấm vào cái chuông để đón xem các tập tiếp theo các bạn nhé.